Wow, chào tất cả quý vị các bạn thân mến nha. Hai tất cả mọi người nha. Đây là bầy cá của tôi nuôi nè. Đây được 2 tháng mấy rồi. Nói chung là cũng có một số con lớn và con nhỏ ha. Nói chung là lớn thì có lớn mà nhỏ thì cũng có mấy con vấn đề. Đây là vấn đề là không thể đánh khỏi được. Khi các bạn mua thì mình sẽ hái những con đều xa nhất ha. Chẳng hạn như là để anh em mà nuôi thì mình bắt xa bao nhiêu mình sẽ bắt xa bao nhiêu nha, mà đa số thì mình sẽ lựa là tiễn những em nào đẹp chân dài đó mấy em ha đó. Đấy đóng đó. Giờ chưa cho em là mấy em nào lại rồi đó. Tội nha em, thương mấy em lắm là chỗ đó đó. Nuôi mấy anh nhỏ là như vậy, khi lớn rồi các bạn nuôi thì đập bành thì nó cũng quen như vậy thôi, chủ yếu các bạn quen thôi. Đây là 2 tháng tuổi ha, mới bơm nước vào nè, dụng này để cho nó giảm bớt lực nước nè các bạn ha. Mình đã dụng cái rổ, có đồ là dụng cụ nè, cái này bạn chải để chà mấy miếng đi đó, chờ cho nó sạch sẽ đó. Đây giờ khi nóc ha, đây là cái rổ là rổ để mà nó giảm được cái lực nước, nếu mà nước ở dưới đây mà nó thối quá mình bơm trực tiếp luôn các bạn, mình xài trực tiếp luôn, mình không có qua. Nếu mà có bể mà bể lắng thì càng tốt, các bạn nào xài cái bể lắng thì ok hơn, nó sẽ nguồn nước nó ổn định hơn. Các bạn đo 3H rồi mà cho vô cung cấp mình lấy nước đây, thì tại vì mình cũng xài cũng quen rồi nên là thấy không sao, cho nên mình cũng xài luôn đó. Để xài rồi từ trực tiếp lên máy bơm nha đó. Cái trình ở dưới rồi các bạn đó, nó bò lăn dưới đó. Cá này lớn nữa, cá này vừa khoảng mấy trăm con cho đến 1.000 con thôi chứ chưa, đừng khoảng mấy trăm con. Sáng buồn buồn lấy cân ra mình cân thử là đã được cái gì khoảng tầm 900 con đó. Cho nên dưới 1.000 nằm trong đó. Đi nuôi chắc cỡ khoảng nữa là lên tay 500 con thôi. Rồi lên 300 con, lên 100 con. Đó. Nó sẽ lên tốc độ của mình lớn rồi nó phát triển nhanh các bạn. Thì mình nuôi chủ yếu quan trọng mình cho ăn chăm sóc thôi. Ở đây nước nó ồn nhưng mà mình nói cho to ăn tí. Ừ, mình nuôi cũng đơn giản thôi các bạn đó, mình làm cái bể bạc này ha, bể tròn ha, bể tròn bể vuông gì cũng được, mình thấy bể vuông bể tròn thì nó sẽ tạo vòng lồng xoáy, nó gom mà phân ở giữa hơn hay hơn. Còn kia thì cái bể vuông thì nó muốn gom đi đâu nó gom, đa số thì nó gom tại cái chỗ cục kia là chủ yếu nè. Rồi hôm nay thì mình có bán cái tiền giống đó các bạn, thì bạn nào thích thì bạn nuôi ha, mình sai bao nhiêu thì mình bán sai bao nhiêu thôi. Đại bể này khoảng 10.000 con. Để có thể đủ cho anh em nào mua ít nhiều gì mình cũng bán hết trơn luôn. Nước nữa các bạn, nước thì nhà mình rồi cũng không được tốt cho lắm nhưng mà cũng hơi nhà nhà các bạn, nên các bạn thấy nó hơi nhà luôn, nó hơi bị kèm một chút nhưng mà cũng có thể chấp nhận được, không sao, đi cá cũng tốt, lớn cũng được rồi. Rồi mình cũng có cái giếng khoan bên kia mà bị voi nó bám ghê quá, bị voi là nước rất là đáng tin luôn á, mà bị voi là mấy cục đây hả, nó mau biết lắm. Cái voi nó bám vô rồi nó làm cho cái vòi của mình nó không được xịt nữa, mà phèn như vậy rồi mình có thể chà được, mà không sao, mình nuôi nay cũng lâu rồi, ok, nước phèn xài tốt, ghe thì xài nước rất là trắng trong cực kỳ luôn, cũng quá trong, nhưng mà mình nó không có được tốt cho lắm nên mình sử dụng qua nước giếng thì bị ngã phèn hay ngã vàng chút.
Ở đây thì có nhiều bạn nuôi thì để tuần hoàn bởi đó đó ok. Các bạn nuôi thì dù bất cứ nơi nào cách nuôi như thế nào thì cũng nên phòng bệnh là chính, đừng để xảy ra bệnh rồi nó rất là khó khăn cho mình. Và khi mà các bạn nuôi thì các bạn cố gắng làm sao chúng ta có kinh nghiệm, rồi mình có kinh nghiệm thì mình sẽ nuôi thì ok hơn. Kéo thì mình nuôi thì ok không sao, có bệnh thì mình xử lý thôi, nhưng mà là mình đừng có để bệnh ha. Cá mình nuôi thì ok, cọc tay xuống kẻ lên thôi ha. Thấy không, tay xuống kẻ lên thôi. Trời ơi, đó màu của nó màu đen thì có mình hình rồi tách cái đổi rồi ha. Rồi cá đẹp rồi, vậy thôi, cá nó đói ha, lại nó thấy người là lại thôi, nó dẫn các bạn để thò tay xuống là cá nó lên ha. Rất là dễ. Mình bơm nước mình đầu tư cái bể này nè các bạn nhé, hôm nay cho các bạn tham quan cái bể luôn ha. Bể này bể tròn này các bạn, bể này khoảng 3 triệu mấy ha, tầm cũng 6 triệu cả chi phí vận chuyển luôn, rồi đầu tư thêm cái mớ bạc này nữa. Bạc nè, bạc để che mưa đó thôi, đơn giản chỉ có hồ để nuôi thôi. Mình không làm lưới râm ha, lưới râm đầy trùng con là nó dị ứng với lại cái nước mưa nước đồ là mình không tốt, nên mình chia lại luôn. Là thứ hai tránh gió luôn, mình làm cũng đơn giản, các bạn quay cho bạn xem như cái chòi vậy đó, thấy không, đây đó, đơn giản không, bỏ hoài là kiền hết đó. Đây là tấm bạc phủ xanh, nuôi vậy thôi cũng được, hồ cá nuôi cũng mấy 10.000 con cơ. Bạn nào nuôi thì có thể nuôi ít hơn, bể này có thể nuôi lớn cũng được, 2-3.000 con là bình thường. Nuôi thì có thể là 1.000 con một bể, bể lớn thì cá lớn luôn cũng được. Cái núi thì mình chế nước một cái rất là cao lên, còn 1m 1-2. Bạc này thì cũng ok, chung mới xài thì cũng chất lượng thì nói 5 năm đến 10 năm, bạc 5 năm 10 năm được rồi. Cây gạch có thể là 10 năm hoặc 20 năm tùy theo, gạch thì có thể bền lâu hơn nhưng mà cũng hên xui các bạn, lâu lúc nó nứt ra. Nứt thì phải che khít lại, bạc thì thời gian mua bạc mới. Bể quay chơi mọi người thôi, rồi đằng kia không có bể nữa kìa, làm cái chòi chòi vậy nè. Wow, sao quá đó, xanh xanh màu kia là một cái chòi nữa đấy. Bể này nuôi thôi, không làm ô như gì mình nuôi à. Bạc này thì bạc xanh của hồ tôm á, chia lên bên đây là cái trình mình nuôi thương phẩm thôi, nuôi bằng bể ao đất. Thôi bye bye mọi người nha, bye bye.